Xin chào quý bà con thân yêu, trên màn hình quý bà con chúng ta đang thấy một cây cây mít ruột đỏ mới có 16 tháng tuổi mà hiện tại bây giờ bạn đang đeo trên mình của bạn ấy là tới 8 trái mít. Thực sự ra chủ vườn sẽ không để nhiều trái như vậy đâu. Chủ vườn xin lỗi 6 trái và chủ vườn sẽ bắt đầu tuyển khi mà trái nó lớn lên thì sẽ tuyển tiếp cái đợt 2, đợt 3 để mà chừa lại tầm khoảng 3 tới 4 trái là vừa. Và dành cho quý bà con lần đầu tiên xem những video của Hoàng Anh thì Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm, một trong những đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp cây giống có giá trị kinh tế cao và đồng thời hỗ trợ kỹ thuật cho quý bà con chúng ta tận vườn. Và đây là những video trên hành trình Hoàng Anh đi hỗ trợ kỹ thuật tận vườn cho quý bà con của chúng ta. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến đó chính là mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm có sai trái hay không. Và Hoàng Anh ở cái khu vực đây là khu vực phường Trường Lạc của thành phố Cần Thơ thuộc quận Ô Môn. Và vườn này năm nay mới có 16 tháng tuổi thôi và hứa hẹn sẽ cho thu nhập tiền trăm triệu tới tiền tỷ, tại vì số lượng cái cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm được trồng để thay thế cho mít Thái là tầm khoảng 1.000 gốc, nên Quanh thấy điều này, cái mức thu nhập này là hoàn toàn có thể xảy ra. Và Quanh nhận được rất nhiều các câu hỏi và các bạn chuyên viên cũng hỏi Hoàng Anh rất là nhiều về cái việc là mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm thực sự có sai trái hay không. Và sáng nay trên hành trình từ 4 giờ sáng tới vườn ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn này, là Hoàng Anh cũng có tiếp điện thoại của một người anh cũng là khách hàng thân quen hồi năm từ năm trước tới nay, và anh đang hỏi về chanh dây thì anh có chia sẻ là hồi năm rồi anh có trồng 100 mấy chục cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm và tới năm nay thì cũng tầm hòm hòm tầm khoảng hơn một năm thôi thì đã bắt đầu cho trái rồi. Thì Hoàng Anh cũng có chia sẻ thêm là anh nên để tầm khoảng 3-4 trái trên một cây cũng rất ok, thì đây cũng là sẽ là một cái nguồn thu nhập rất là cao với anh. Và anh nói là anh đã quan sát được nó rồi, anh nắm bắt được nó rồi, và giờ khoảng trước mùa mưa năm nay anh sẽ trồng thêm khoảng 500 cây nữa. Và thật sự ra Quanh với anh cũng có trao đổi với nhau khá nhiều, nhưng tóm tắt nội dung là anh thấy cây mít này phát triển tốt, Willow Farm cung cấp cây giống đúng giống, và đặc biệt là thằng này chịu ra trái rất là nhiều. Anh đã bỏ bông một lần, bây giờ anh tiếp tục để bông, khi mà nó đạt 14 tháng anh để bông tiếp, và bây giờ anh đang nuôi trái, tại vì mới có một năm hơn thôi bà con ha. Và ở trên màn hình thì chắc đó là một cái câu trả lời cụ thể cho quý bà con chúng ta về độ sai trái của mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm rồi. Thằng này tới bây giờ là chính xác là 16 tháng nè. Và con thấy nếu mà chúng ta trồng theo đúng kỹ thuật và chăm bón tốt thì cái gốc của nó cũng khá là to. Đó, bà con thấy không? Và cái vết nứt này là vết nứt của cái sự trưởng thành nè. Giống như là mẹ mà mang con là bị rạn bụng gì đó. Bà con thấy vết nứt của sự trưởng thành là nứt ra nè, bà con thấy ha. Còn phía trên này là cái phần bo. Ra những cái trái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm. Hai thằng là đu hai bên luôn. Nhưng mà để mà dưỡng cây thì chắc chắn hai bạn này sẽ để một trái thôi. Mà ngộ ha, nó ra sinh đôi không hà ta? Nè, bà con thấy nó ra sinh đôi nè. Một cặp nè, hai cặp nè, dưới này quay bên kia giùm em đi anh nghe, ba cặp nè. Bà con thấy nó ra sinh đôi không à? Nó làm cho mình tiến thoái lưỡng nan giữa việc chọn và bảo vệ sức khỏe của cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm này, và cũng như là mức thu nhập mà nhà vườn chúng ta có thể đạt được. Và để có được hành trình này thì chắc chắn là chủ vườn cũng xuất phát điểm từ một cái cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm như thế này. Hôm nay Hoàng Anh xuống thì chú chủ vườn có nhờ là đem theo một số cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm để chỗ nào mình thấy còn trống đó thì chú chen thêm. Tại vì hiện tại bây giờ thấy giá mít mà lái đang hỏi vô vườn hỏi mua và đặt cọc trước thấy quá là cao. Giá mà đang hỏi mua và đặt cọc trước là khoảng 40.000 đồng solo cho 1 kg. Nhưng mà chú nói thôi, để tới đó đi rồi bán theo thời giá. Tại vì chú biết rằng là mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm nó có thể lên 55-65.000 đồng 1 kg là bình thường. Và thời điểm này là thời điểm tháng cuối tháng 1 dương lịch, cuối tháng 1 âm lịch, thì tới tầm khoảng, đối với lực lứa này thì tầm khoảng 3 tháng nữa, thì tầm cuối tháng, đầu tháng 5 âm lịch, thì Quanh nghĩ lúc đó mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm cũng thuộc dạng hiếm, nên chắc chắn là giá sẽ lên cao. Và chú đã lựa chọn thôi, tôi sẽ ưu tiên bán cho anh, nhưng mà để tới thời điểm đó coi giá nó như thế nào thì tôi bán theo giá đó đi. Và hôm trước thì cũng có nói chuyện với một anh ở bên Vĩnh Long qua, anh trồng 1.300 cây, anh qua anh mua chai siêu kích bông về để kích cho cái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm này. Thì anh nói là anh bán solo 50.000, nên Quanh cũng có lời khuyên với quý bà con chúng ta là nếu bà con chúng ta thấy mà thương lái vô đặt cọc mà thấy giá cả hợp lý rồi, chúng ta nên nhận cọc luôn. Còn nếu mà bà con chúng ta muốn chơi kiểu như là theo thời giá thì có thể là thả nổi cũng được. Và quan sát trong vòng 2-3 năm nay thì mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm từ thời khai thiên lập địa tới bây giờ giá nó chưa bao giờ rớt dưới 25.000 đồng 1 kg. Cộng thêm cái độ sai trái này thì chúc mừng cho những quý bà con nào đang trồng mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm. Quanh chắc chắn rằng quý bà con chúng ta sẽ có một cái nguồn thu nhập rất là lớn từ vườn mít của mình. Vậy việc của chúng ta bây giờ là
Đối với những quý bà con nào chưa trồng mít ruột đỏ sơ vàng xưa sớm thì chúng ta hãy bắt đầu trồng mít ruột đỏ sơ vàng xưa sớm thôi. Bắt đầu bằng cây giống như thế này. À, cái cây giống này thì chắc Hoàng Thanh xin phép được chia sẻ một chút xíu với quý bà con nha. Hôm trước có đi hướng Thanh Bình, thấy cái vườn vô vườn chú Hồng và thấy cái vườn mít ruột đỏ kế bên mới xuống cây giống, gặp những cái sai lầm rất là lớn, và đặc biệt là quanh thấy cây giống nó không có phải là nó không có phải là đúng ra cái giống này. À, giống mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm hiện tại trên thị trường nó có tới mười mấy giống, và cái vườn giống mà quanh lấy bo, quanh đã quay cho quý bà con chúng ta xem hoài rồi. Hoàng Anh lấy bo đúng một cái vườn đó và ghép cho quý bà con chúng ta, và cái lá nó phải ra như thế này đó, bà con thấy cái lá ra vậy nè. Rồi đây là lá của cây con, và bà con nhìn cái lá của cây trưởng thành đây, cái lá cây trưởng thành, bà con thấy nó giống nhau nè, thấy không? Chứ hôm trước quanh thấy cái vườn ở Đồng Tháp là quanh thấy cái lá nó kỳ lắm, cái lá nó nhọn nhọn mà nó cũng bầu bầu, nó cũng nhọn nhọn mà lá nó kỳ lắm. Nên việc đầu tiên để chúng ta có được cái nguồn thu nhập và được kết quả như vậy thì bà con chúng ta điều kiện tương quyết đầu tiên là chúng ta phải trồng đúng giống nha bà con nha, phải trồng đúng giống. Và cái loại bà con đang thấy mà Hoàng Anh ghép đó, Hoàng Anh quay cái vườn của hai bạn nhỏ đó, quên hai kêu bằng hai đứa nhỏ, là lúc nào cái số cân nặng của nó trên một của một trái nó cũng từ 15 tới 25 kg trên một trái. Và bây giờ chúng ta buôn bán cái gì trừ dừa ra, buôn bán cái gì cũng phải là buôn bán bằng kg hết. Ngay cả bắp bây giờ mình thấy hồi xưa ta đếm chục, giờ ta cũng bán 1 kg. Đến cái việc mà một cái cũng là số lượng trái đó, nhưng nếu cái mỗi trái nó có cái kg nó nặng, cái trọng lượng nó nặng, thì có phải là chúng ta nhân đôi cái thu nhập của mình vì năng suất nó cao hơn không? Nên bà con chúng ta lưu ý nha, giống mít ruột đỏ mà Hoàng Anh và Willow Farm đang chia sẻ giao lưu trên thị trường với bà con chúng ta, đây là loại có những ưu điểm vượt trội. Đầu tiên là trái rất là nặng ký ha, trái rất là nặng ký. Trái này nó có thể là đạt trọng lượng tối đa 25 kg là bình thường, tại vì bên trong cái múi của nó rất là dày nha bà con nha, và hộp nó rất là nhỏ. Cái thứ hai là bạn này có trái rất sớm, bằng chứng đây, 16 tháng nó đã đa đu trái rồi, tầm khoảng 3 tháng nữa là tầm 18 tháng à, 19 tháng là bà con đã có lứa thu nhập đầu tiên, tiền về tay đầu tiên rồi, rất là sớm. Và lợi ích này giúp bà con chúng ta nhanh quay vòng vốn. Nhiều quý bà con của Hoàng Anh đó là khi mà thu hoạch lứa đầu tiên có tiền nhiều, không có xài đâu nha, đem đi mua đất tái đầu tư lại. Và nói đúng là một cái bài rất là hay của nông dân chúng ta, đó là nông dân giỏi và nông dân có tầm nhìn cao. Anh cũng học hỏi từ cô chú anh chị rất là nhiều. Và đặc tính thứ ba của mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm này là thằng này kháng lại sâu bệnh rất là tốt. Đặc biệt là gì ạ? Bệnh cancer ở cây mít là bệnh nứt thân xì mủ. Nên là Hoàng Anh mới dám nói với bà con là cây mít này nè, mạnh dạn nha, mạnh dạn để cho Hoàng Anh 4 trái trở lên, ok. Nếu cây khỏe để mạnh dạn để 4 trái trở lên, với một điều kiện là chúng ta xài bộ xô nuôi trái mít mà Willow Farm đang cung cấp để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cây nha. Lưu ý giùm Hoàng Anh chuyện đó để chúng ta tối ưu hóa cái nguồn thu nhập của vườn đó, hay chưa ạ? Là sức đề kháng rất tốt, phát triển rất nhanh, và năng suất và cái kháng lại cái bệnh cancer là bệnh nứt thân xì mủ cây mít rất là cao. Và thêm một cái đặc tính nữa, cây mít Thái hay bị gì bà con? Bị sơ đen đúng không, và bị thối nhũn. Và đây chính là lý do tại sao quanh hay nói với bà con trồng mít ruột đỏ sơ vàng đi, trồng mít ruột đỏ sơ vàng đi. Đây là cái màu trái của nó, cái màu trái của nó mà lúc mà mới nở đó, lúc mà mới nở ha. Cành này cành đực sao ai để đây chi ta. Đây cái màu trái của nó lúc mới nở là nó ấp xuống, còn thằng siêu sớm nó sẽ vỡn lên. Nên khi mà cái trái mít của chúng ta đã lớn rồi á, là cái màu trái của nó ngang bằng với lại cái trái, cái những cái tế bào ở phía trên cuống, nên là không tạo thành một cái phễu hứng nước, và từ đó nó sẽ ngăn ngừa cái vụ mà nấm khuẩn tấn công vô trong cái bề mặt chỗ này, cái này gọi là điểm trọng yếu, cơ quan trọng yếu của cái nơi giao nhau của giữa cây mẹ và cái trái của chúng ta, nên nó sẽ hạn chế được cái điểm trọng yếu này. Mà con thấy hay không? Và từ đó cái mít của chúng ta giảm cái phần sơ đen xuống chỉ còn khoảng là dưới 5%. Còn cô chú nào đã trồng mít Thái tốt rồi, quản lý mít sơ đen tốt rồi, thì chắc chắn là sẽ quản lý xuống chỉ còn sơ đen tầm khoảng 1% thôi. Và quanh thấy năm cái đặc tính này dẫn tới những cái lợi ích rất là tuyệt vời cho quý bà con, như là thu nhập sớm nè, thu nhập cao nè, tiết kiệm chi phí về phân thuốc và chi phí cơ hội cho việc mà cây dễ bị sùi mủ. Bằng chứng thì nãy giờ quanh cũng có phân tích cho quý bà con rồi đó. Sai trái nè, nặng ký là cái vườn quanh đã quay nè, còn tốc độ nhịn này nó dám
quanh dán cho nó đu trái như thế này là bà con biết quanh đã nghiên cứu rất là nhiều rồi, nên bà con chúng ta tự tin đối với cái dàn mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm này ha. Vậy thì bây giờ việc đầu tiên chúng ta cần làm là bắt đầu từ cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm. Bà con nào có đất rồi, đang vụ đông xuân nè, đang lên vườn nè, thì nếu mà chọn cây mít để trồng thì nên trồng mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm nha. Hôm qua Quanh ở công ty làm việc với mấy bé văn phòng thì Quanh có thấy một số cô bác vô ghé mua mít thái siêu sớm, và các anh em tư vấn viên ở tại văn phòng thì rất là nỗ lực để giúp hỗ trợ quý bà con chúng ta chuyển qua trồng mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm. Và Willow Farm đã làm việc này hơn 2 năm qua. Bà con, nhiều bà con giận Quanh luôn á, nó trời ơi tôi muốn trồng mít siêu sớm mà cứ lúc nào cũng nói về mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm hoài. Nó không phải là con muốn bán cái thằng này, mà con biết trong tương lai cái thằng mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm này sẽ cho bà con chúng ta thu nhập rất là tốt. Bà con nghe con đi, nghe con đi, nói con có trồng không? Dạ dĩ nhiên con có trồng, dĩ nhiên là thằng này con có trồng nha, nhưng mà con trồng sẽ là trồng không thể nào số lượng nhiều giống như quý bà con được, tại vì con không có tiền mua đất giống như quý bà con chúng ta đâu. Rồi thứ hai nữa là con không có thời gian chăm sóc nhiều, tại vì con sẽ đi hành trình này suốt với mấy anh em kỹ thuật đến vườn thăm vườn quý bà con rồi. Nhưng mà con có trồng, con có quan sát và con cũng có thu nhập từ cái việc này. Nên mà con chúng ta nào muốn làm giàu từ cây mít, thay vì chúng ta trồng mít thái dễ bị nứt thân xì mủ, dễ bị sơ đen, dễ bị chết yểu, gọi là chết gì ta, chết nhét á, thì bà con chúng ta có thể chuyển qua trồng loại này. Mình chắc chắn bà con chúng ta sẽ có một nguồn thu nhập từ ổn định trở lên nha bà con nha, chứ không bao giờ dưới cái sự ổn định, không bao giờ bị bấp bênh. Một lời chúc cho những cái khu vườn nào đã trồng mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm, và cũng một lời chúc tương lai cho những quý bà con nào dám ra quyết định từ ngày hôm nay trồng mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm, mà lỡ chuyên viên bên Hoàng Anh có tư vấn bà con chuyển từ mít thái qua mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm thì bà con chúng ta cũng thông cảm nha. Đó cũng xuất phát từ trái tim, từ tấm lòng của các bạn muốn giúp cho quý bà con chúng ta có một cái sự lựa chọn, một sự quyết định đúng đắn hơn về danh mục đầu tư cây. Rồi, cảm ơn quý bà con một lần nữa và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo nhé. Xin chào.